mặt bự là hung đè bơ hung không hề biết chừng nào chó giáp vậy. Mặt đó mặt kìa. Mặt mình mặt lồn. Mặt lồn. Mặt bướm không mặt bướm. Đâu à? Đi mở cửa tình yêu phải không? Tao biết đó, chuẩn bị mở ra coi. Mở mặt mẹ đẹp đẽ được đẻ thành công đó. Ở đâu trên trường không? Mày đi tối ngày. Mua sắt chưa cháu anh? Cháu anh mua chưa? Mua sắt chưa? Cháu anh. Là gì? Là mày cháu anh chứ không lẽ tao kêu mày cháu gì? Cháu anh cháu, 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 cháu anh là cháu, 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 cháu em nữa. Ở đâu ra cái tên gì lạ vậy? Không phải kêu gì đó. Là gì? Cháu anh. Kêu lớn là cháu anh. Là như là trường như thằng này đó là cháu tôi nè. Thằng này với thằng Minh hai đứa là cháu tôi, thằng này là cháu em, thằng kia là cháu anh. Thằng lớn thằng em đó, không phải là kêu gì đó. Lớn thằng anh mà nói lớn thằng em. Thì kêu đó em lớn em anh gì á. Còn ba mày kêu cháu cháu ba hả? Cháu kêu cháu cha hả? Phải không? Rồi cha mày kêu cháu cha hả? Rồi, phải không? Đâu có biết. Ăn nữa tao gì? Ông nội là cháu ông nội. Bà nội cháu bà nội hả? Không có hiểu. Mua cho cháu anh. Mua cho cháu anh. Mua cho... Mua chưa? Mua sắt chưa? Mua sắt làm gì? Mua vàng đi. Hả? Chứ mày mua đi đừng. Đi chưa? Đi đi đang làm đĩ. Khi nào vô quân? Chừng nào vô? Đang chuẩn bị. Bữa nay mười mấy ta? Mười tám vô. Mười sáu bữa nay 20, bữa nay 13. Mười sáu vô, rồi 17 về. Ừ. Mẹ kêu con về chỉ đó con. Chưa không cho con vô được ở 2 ngày đâu. Mẹ nói rồi, cháu anh không được vô nhiều đâu. Thiệt. Mẹ cho con vô một bữa thôi. Ngửi cái là về. Ha. Cái mặt 12 chiếc chè vô lâu là tao không chịu. Cháu anh ơi, trời ơi, ghiền. Ghiền gì? Ghiền liếm kìa. Liếm nhắm mắt luôn, liếm dữ thằng rồi. Ngủ má, anh nhắm mắt. Cháu anh ơi. Cháu anh ơi, còn cháu và cha ở đây nè. Đâu? Bác ra. Em theo thói cho nó đâu mà nó còn nhai. Trời ơi, tao nói tiền, tao 10 ngàn không. Bà kem tiền nhiều lắm nè cả nhà. Quá trời luôn nè. Không bằng tiền của anh mà. Cháu anh. Hồi xưa đi tổ, hồi xưa đi tổ. 80, 53 mạng. Tu cáp. Hồi xưa tu cáp không? Đang quá trời cao. Lần này là tu cáp. Đâu có hay không? Đâu bà nói đó. Đủ má, hồi xưa á, trời ơi trời đâm đau. Đời nay á, con cặc đâm không đau. Ngồi thì kêu chiên của mẹ à. Hồi xưa á, gió thổi lòn vào lỗ tai, án sờ bù,
Ủa ai mua tỏi này hả? Rồi tụng kinh con cặc rung kinh. Rồi à, một hồi nó cứng như đất. Thấy rồi. Thấy rồi, đang coi đó. Nghe chưa ạ? Tu luôn đi, ngoài tu luôn đi. Tu gì? Tu cáp đi. Tu gì đó? Ôi. Hiện hình cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Ủa, vô duyên. Hỏi yêu nghiệt, lú đuôi cho coi. Ông nội vô duyên đi ghê. Sao không có bự gì hả? Ăn. Ông. Ông ơi. Này. Cắn. Cái nữa. Ừ. Mày là yêu nghiệt ở phương nào? Hả? Tao là yêu nghiệt chúa. Trời ơi, má làm gì cũng được chúa. Tao là hoàng hậu giá đi. Là gì trời ông nội. Hoàng hậu đời được. Ủa, mẫu này vô duyên. Ăn thanh long bỏ hộ. Ăn thanh long lựa hộp lại tại cho mình đi, mình là hoàng hậu. Lựa nè. Ăn chậm. Còn ngay hả? Thôi. Ngọt. Không. Thiệt. Cắn. Cắn. Ngay hả? Tôi không có chịu ăn cái trái này. Ngọt mà. Này nha. Đó, cứ... Còn ngay hả? Quá. Liếm hơi đi, trả lời hộp ra. Liếm lửa hộp cho tao coi bay, quân sĩ đâu? Dự viên. Tối ngày cơ kìa. Thèm ơi. Thèm dữ lắm luôn rồi. Nhiều ngày ta. Để coi hồi Tết giờ đâu có nhiêu ngày đâu, hồi sụt cặt quá chưa? Dự viên. Quyết. Gì vậy? Có thò mà hỏi. Gì cơ? Đang nói về cái lấy tay sụp à. Lãng như vậy đó. Trời đánh mày đó nghe. Trời đánh mày là tao đi ăn cho chúng đà chúng tao. Vô duyên. Hôm nay lận cu mày bị cay. Cai nghiện được rồi. Đủ rồi không? Nổi lên thằng nữa, lên thằng nữa. Ông đủ cái lật nữa. Cái gì? Không phải mình nút dữ lắm hả? Đêm mấy cái mà về mệt mà không có điện được lâu hả? Bốn cái. Kẹt đi. Đi lào. Vậy là mày vô đây con cu con vô đây nó đụng mày thấy cảnh luôn. À, không biết nữa hôm nay nó đủ cháu anh không à. Trời ơi vô đây đi con cu mày nhúc nhích là nó không dám bắt, còn con cu mày chết ngắt rồi nó bắt cho mày coi. Lạnh trời ơi cái chú mày. Lát đường nào lấy trời. Lát là chiều lắm nè. Lát nào cũng chú lạnh chứ. Lát nè. Lát xuống rồi. Nữa không? Thôi đừng để nữa. Trời ơi chú bị băng bà, lại kêu bà bỏ vô trời, trời đánh mày tạo. Chúng tao đừng khóc nha. Ra chuối dưới đó trời bỏ. Chuối ngọt ngay cái giả con mẹ. Chuối gì? Một quà một ngày hồi nay đéo cái gì đéo mà không ăn đi họ no lắm rồi cầm nè ăn ăn thèm không nhắm mắt lại thèm dữ thèm ngọt lắm.
quá trời quá đất giống ai hả? Trời giống mẹ đó con đó. tao ban đêm tao làm quá trời luôn. Ê mày đi làm đĩ được nhiêu tiền mày dơ lên tao coi lại. Ngon cho nhà ngươi làm đĩ nhiều giống mẹ con. Dữ dằn không? Đĩ. Ố. Đĩ quá rồi, quá phá. Cái gì? Làm đĩ. Kêu bắn vô mẹ miếng. Bắn vô mẹ miếng đi. Cái lò. Ố. Đó làm đĩ dài dài đi. Tự ngoại dài tôi vô tới đây vừa rồi đó. Mày làm đấy tự ngoại dài vô tới bữa 16 giờ tới vô tới đây. Bữa nào có mai bắt đầu làm hả? 21. Bắt đầu làm bao giờ rồi mày? Sao nó đi mua được?